Rồi, chào các bạn, hôm nay mình lại lên Sài Gòn gặp chú Tài. Thì đây thì, hôm nay lên xem hộp số chú làm rất chi là đẹp nha các bạn. Đây, hộp số của chú làm hôm nay đây là ra hình rồi này. Mình nói là còn cái gì mình về mình hoàn thiện lại, còn chú chỉ làm cho mình sơ sơ thôi, còn cái những gì mình ấy thì mình còn phải làm thêm nữa. Thì đây nó quay 1 nhân 35 hay 37 gì đó, thì đây quay rất chi là nhẹ nha anh em. Cái này chưa bắt cứng nha, cái này chưa bắt cứng, cái này nên là mình mới gá ở đây thôi, thử thôi đó, cầm nhẹ nó quay như vậy rồi. Vòng tua nó 1 trên 35 rất chi là nhẹ, cái lỗ này mình về mình bơm nhớt nữa. Đấy. Còn cái lỗ này về bắt cái trong cái ô quay, nhìn sơ qua chi tiết cho các bạn xem. Cái này có thể là lắp con dài hơn cũng được tùy, nhưng mà phải cùng cái cốt nó, con này là 35, gắn như con nào cũng được. Nếu mà không vừa thì tiện tiện cốt đi thôi. Đây, chi tiết cho các bạn xem, nhìn thấy nó cứng cáp không? Này là tự chú tự biên tự diễn luôn. Này cần 4 ốc thôi, chỉ một con ốc ở giữa này. Đây là cái mô hình của mình, chưa có làm xong hoàn thiện nha, mới có một phần đó thôi. Thì bữa nói chuyện với các bạn là cái hộp số này 1 x 3 này, thì chú mua về đây sẵn rồi này. Nếu mà có ai có nhu cầu làm thì cứ liên hệ chú, cái số điện thoại mình để dưới đường link nha. Đây, đây là những bộ số, thì số này nữa, còn qua đây nữa này. Đây, cái nhông này một vòng ăn được mấy vòng chú? 45, 7. Cái này ăn được một vòng ăn 4 vòng rưỡi, 4 vòng 7 gì đó. Mày nhìn răng rất chi là lớn nha các bạn. Nè, nhìn răng rất chi là lớn. Mà cái này tất cả là bằng thép. Thì cái này chú có tính lắp về chơi. Thứ hai nữa mình cũng đang đặt chú làm thêm này. Đặt chú làm thêm. Cái cốt này này thì như nằm trong này hả? À. Đây cái bộ này. Bộ này là nó ăn với bộ này đúng không? Nè, có đó nè. Đây hả? Cái này tới 4 bộ mà. 4 bộ á. Thế cái này là chồng lên cái này hả? Ừ. Đây nè, cái này nó mặt này. Đâu? Chồng thế nào đâu? Cái này buộc vào đây hả? Cũng nặng đấy. Nặng. Nè, buộc nó nè. Đây, chú đang trình diễn màn quay tay, ráp số. Đó. Rồi nhìn cái răng nó xanh lè, lét tả ghê luôn đó các bạn. Đó, một bộ đó. Là cái này nó nằm trong này là không, cái này của kia, cái này 4 bộ mà, tới 4 bộ nữa. Còn cái bộ này sao nó lại có nhiều răng như này? Răng này nó nằm đây. Cái này là một bộ nè. Đây nhìn. Này là một bộ, này tới 4 bộ. Răng này là chất lượng như các bạn. Xin lè luôn em. Chà, đã quá trời luôn, quay qua rồi. Đấy, chỉ có làm lòng nữa là cái này làm 2 bộ như thế này ra 120 cũng chơi được luôn. Hai bộ tháp lại thành 1 bộ x 20, còn với 1 bộ kia, bộ mình vừa quay nãy á, gấp lại thành 1 x 15 nha các bạn. Còn 2 bộ này là ra 120, vì phải cánh lớn thì nó mới kéo nổi, còn không có cánh lớn không có kéo nổi đâu. Mà răng loại này thì các bạn cứ yên tâm, không có sợ mà bể đâu. Đấy, nó chạy rất chi là nhẹ nha. Nó xài bằng ba bánh răng đây như thế này, nó chạy qua cái dòng ngoài. Các bạn thấy nó như thế nào, xanh lè xanh lét luôn. Cái này thép chứ không phải là sắt đâu. Thực ra mình kén xài hộp số lắm, khi mà lên gió rồi mình sợ nhất là nó bể nhông. Bể nhông là một cái là một rất chi là sợ.
nên là như cái này thì dài xài cánh 2,5 m là rất là ok, 3 m cũng đang còn được, xài 1 x 20 bình thường đấy. Đây thì chú đọc số điện thoại có gì ai mua chú ấy nè, chứ mới công nhiều người hỏi số điện thoại coi qua, chú đọc số điện thoại đi. 0909097335 đó chú, anh em từ từ nghe lại nhé, chú đọc hơi nhanh. 0909097335 đấy, cái này là chú làm chơi thôi, mình sang đây mình chú mới mình hỏi chú có làm thôi thêm không, chú mới nói ai làm thì chú sẽ làm vừa chơi thôi chứ không phải là kinh doanh gì nhiều đâu, nên là không sợ lấy cao. Bộ số này nếu mà lắp xong thì nếu mà người ta làm thì giá phải cao ngất ngưỡng. Mình làm đây cũng làm mấy hai bộ thành ra 1,15 hoặc 1,20, thấy dài răng như thế này. Mình cũng đang đặt mà đặt làm để chơi quân lớn, chứ giờ đi ra thị trường những cái con 7 kg loát mà 1 gram 11, bữa mình xem rồi, những cái con đó nó răng nó chắc nó ngắt à, với hai nữa là răng nó nhuyễn lắm, nó dễ bể lắm, nên là mình không có lấy. Bữa mình cũng tính lấy rồi mà thấy về đây chú đang làm dở thì mình lấy, và giờ chú đang tính làm thêm này, làm thêm cho mình này những bộ như thế này, là mình làm 2 bộ, còn lại 2 bộ nữa thì ai muốn làm thì đặt chú làm nhá, số điện thoại chú vừa đọc xong rồi đó. Rồi video đến đây thôi, thì ai cứ đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại chú nãy vừa đọc thôi, chứ mình cũng không có liên quan gì đâu. Rồi chào các bạn, tay mình hơi đen.